Cô chó cá Honey ngồi trên bờ và thầy rái cá Titi cũng vậy, ngồi coi chàng tiên cá Tiun dạy bạn chó lớp ly trở thành chó cá. Vậy nắm vô cái đuôi rồi cho bạn ấy bơi, nằm cái người ngang ra. Titi đây nè. Bơi. Đó. Đó. Titi báo dấu hiệu nguy hiểm bởi vì nó nghe được tiếng động cơ đang đến gần. Dạ, một chiếc thuyền đi te đang đến gần. Phía kia thôi. Tiếp tục bơi đi, xoay người ra và bơi. Titi biết rồi con. Tôi không có tiếp cận con người đâu, con yên tâm. Con người mang bệnh dịch Covid-19 luôn mà, đúng không con? Con người giờ mối nguy hiểm cho của chúng ta á. Thiệt. Con người á là mối nguy hiểm của con người mà cũng là mối nguy hiểm của các loài vật cái thời này rồi. Chỉ có ở bên tiên cá là bình yên thôi. Bơi đi lấp ly. Bơi cho tiến hóa nội tạng thành chó cá như mấy anh mấy chị của con. Đó. Titi thấy bạn này bơi được chưa? Thấy nó bơi ok không? Titi người ta lặn luôn rồi. Nó đang học bơi á. Đang học bơi á con. Dạ. Đang học bơi. Để cho nó bơi gì cho nó quen. Đi te kìa. Mối nguy hiểm của anh em chúng ta đã đến kìa. Dạ, bạn bè của chúng ta bị hại như vậy nhưng mà hiện tại thì tôi cũng không còn nhiều tiền để giải cứu động vật. Quý vị Bồ Tát hỗ trợ thì khô máu rồi. Hôm nay làm một xô cho chị Trâm phóng xanh cá đi te và ngắm cảnh hoàng hôn luôn, kỷ niệm. Dạ. Năm sau nhà nước bảo vệ động vật tốt rồi thì mấy cái thuyền đi te nó cũng không còn nữa. Cố gắng ở trong rừng ngập mặn 5 tháng nay cũng vậy. Tôi ở trong rừng ngập mặn 5 tháng nay chỉ để cho quý vị chư thần, chư thiên thấy được, những người mang cảnh giới Bồ Tát xem được và có những cái hành động đúng đắn để bảo vệ tương lai của thế giới này. Việc tôi làm là để quý vị thấy được, cũng không cầu danh lợi gì cho bản thân hết, không ham sự nổi tiếng, che mặt luôn, giấu mặt. Dạ, nói thẳng trên mạng có rất nhiều người xấu xí hơn tôi rất nhiều nhưng họ vẫn tự tin khoe mặt mình lên trên YouTube. Bởi vì họ thích sự nổi tiếng nhưng tôi thì không. Chỉ để biểu diễn sanh tử cho quý vị thấy, biểu diễn cuộc sống chân thật cho quý vị thấy. Chứ tôi không đam mê sự nổi tiếng đâu quý vị ơi. Bởi vì nếu thích thì tôi đã có từ lâu rồi. Công danh sự nghiệp, tài vận, sắc dục, tình yêu các kiểu, muốn là có nhưng mà không muốn nên không có.
tình yêu nam nữ, là gánh nặng, là phiền não. Khi mình nói yêu thương với một người, nhưng vì yêu người đó mà mình làm hại người khác, thì tốt nhất là không nên yêu luôn. Yêu một người mà mình có thể vì người đó mà hủy hoại thiên nhiên động vật, để cung phụng người đó bằng những vật chất phù phiếm, là mình đang tạo nghiệp chứ đâu có yêu chân thật gì đâu. Có bị một vết thương ở đây mà em cho nó bơi. Không biết sao nó bị một cục mủ ở đây à, thưa quý vị. Cục mủ giống như ép xe vậy. Em cầm nó, em cho nó bơi mà mủ nó xì ra luôn. Hoạt động nhiều lên. Tôi đang chữa bệnh tật cho con, thấy không? Mủ mà nó xì lên luôn nè, thấy không? Con thấy không? Như Lương Y Võ Hoàng Yên vậy đó. Trời ơi, bóp tới đâu rồi hả? Tan tan bệnh tới đó. Yeah, con đã học được khả năng của thầy rồi. Hay quá thầy ơi. Ráng lên con, cục mủ trên lưng của con sẽ hết. Bị con gì cắn sưng nổi mủ lên luôn mà. Rồi, bơi quen chưa? Bơi quen chưa? Đó, 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 hết sợ rồi đó. Đó, đó. Đó, vậy đó, lấp ly. Lấp ly hết sợ rồi đó. Lấp ly giỏi rồi đó con. Tự tin rồi đó. Lấp ly cũng sẽ giỏi. Nhưng mà lấp ly sẽ về nhà người ta ở nha. Về nhà hàng xóm ở nha. Để được yêu thương nhiều hơn ha. Để được sống an toàn, bình yên ha. Chứ ở nhà bị cạnh tranh đủ thứ hết á. Mà con yếu quá à. Dạ. Nên con sẽ bị các thần thú khác ăn hiếp. Nha, lấp ly ha. Rồi khi nào muốn gặp Tây Ôn thì ra thiên nhiên mình sẽ gặp nhau nha. Nha. Ok không? Bây giờ con bơi cho Tây Ôn coi coi. Bơi coi. Tự tại coi. Tự tại rồi đó. Dạ, tiên cá dạy bơi là vậy á mọi người. Tiên cá đã dạy bơi. Là trẻ em, con nít. Tất cả loài vật đều biết bơi. Bơi một cách tự nhiên tự tại, thoát khỏi biển khổ thế gian. Dạ. Tiên cá xin chào mọi người và đi phóng sanh đây.